xem dịch vụ Anh Tơ Hồng được phát sóng lúc 19:30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ 31 tháng 7 2020. Xin kính chào quý vị khán giả. Chương trình Sống Với Giây chiều nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 20 đoàn kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm Tết. Nước sạch tiếp tục là vấn đề nhức nhối tại các quận huyện ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh. Công tác chuẩn bị lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ bước vào giai đoạn nước rút. Vượt đèn đỏ gây tai nạn, 5 người thương vong. Đại diện Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng và Tương đương Sinh học Học viện Quân y Hà Nội vừa cho biết 20 tình nguyện viên sau khi tiêm vaccine Nanocovax liều 75 microgram, sức khỏe đều ổn định, không sốt, một vài trường hợp bị đau ở vùng tiêm. Đại diện Học viện Quân y cũng cho biết dự kiến vào ngày mai 20 tháng 1, 3 tình nguyện viên đầu tiên tiêm mũi 1 của liều 50 microgram và 17 người còn lại trong nhóm liều 25 microgram sẽ được tiêm mũi thứ hai. Đến nay, tất cả mũi tiêm vaccine thử nghiệm 75 microgram của Nanocovax đều khá an toàn, đảm bảo đúng quy trình. Hiện các tình nguyện viên này trở về nhà để tự theo dõi sức khỏe. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế tiến hành nghiệm thu và đánh giá, sau đó cho phép thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 tình nguyện viên tiếp theo, dự kiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2021. Hiện tại, Đại học Quân y tiếp tục tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 nhằm đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19. Các tình nguyện viên tham gia tiêm thử ở giai đoạn 2 tập trung vào lứa tuổi từ 18 đến 50, có thể mở rộng từ 12 đến 75 tuổi. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Tân Sửu 2021, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP.HCM đã thành lập 20